Chào các anh em, trong những chap gần đây của One Piece, băng mũ rơm của tứ hoàng Luffy cùng với các đồng minh của cậu cuối cùng cũng đã check vai với cả năm ngũ lão tinh. Trước tình hình chiến sự căng thẳng này, tôi tin là nhiều anh em đang thắc mắc rằng liệu chiến thắng sẽ thuộc về tứ hoàng hay là ngũ lão tinh, và liệu rằng mức độ uy hiếp của ngũ lão tinh khủng khiếp như thế nào, có lớn hơn tứ hoàng không? Đây đều là những câu hỏi rất thú vị mà tôi cũng đang thắc mắc. Nên sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã tạm đúc kết ra được câu trả lời trong video này. Anh em hãy nghe thử và nêu ý kiến cho tôi biết nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngũ lão tinh và các tứ hoàng của biển cả. Ngũ lão tinh là một hội đồng gồm 5 thiên long nhân cao cấp nhất. Những người này đóng vai trò là bộ máy quyền lực tối cao, đứng đầu chính phủ thế giới. Quyền hạn của họ có thể nói là tuyệt đối. Dù vậy, họ vẫn đóng vai trò phục vụ cho người nắm quyền lực thực sự, chính là Imu, nhân vật sở hữu ngai vàng trống, vị trí tối cao không ai khác có thể sở hữu. Ngũ lão tinh có khả năng ảnh hưởng chính trị lên toàn bộ các cơ quan, tổ chức quốc gia, quốc phòng thuộc quyền sở hữu của chính phủ thế giới, bao gồm việc kiểm soát Cyberpaw, hải quân, cả vương hạ thất vũ hải cũng không ngoại lệ. Và sau này, các Seraphim, những cỗ máy thay thế cho chế độ CG Bukey cũ. Với vị thế và quyền lực như vậy, ta vẫn chưa biết được bằng cách nào họ đã leo lên được vị trí này và họ đã nắm được quyền lực bao lâu. Thế nhưng, có thể chắc chắn một điều rằng, sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Với những gì Saturn đã thể hiện tại Egghead, không ngoa nếu nói rằng một ngũ lão tinh thậm chí còn có thể mạnh hơn cả một tứ hoàng. Những hải tặc hùng mạnh nhất thế giới khiến bao người phải khiếp sợ. Các thành viên thuộc ngũ lão tinh bao gồm thần khoa học phòng hộ Saturn, chiến binh thần nông nghiệp Sen Saffer Jupiter, chiến binh thần tài chính Sen Aten Baron Venus, chiến binh thần luật pháp Sen Tubman Mercury, thần môi trường Sen Marcus Moore. Trong khi đó, tứ hoàng hay còn gọi là Yonko là một trong tam đại thế lực của thế giới, gồm một nhóm cướp biển với những tên thuyền trưởng khét tiếng và quyền lực bậc nhất. Họ không phải là đồng minh, cũng không phải là kẻ thù. Tứ hoàng là bốn hải tặc có lãnh thổ, quyền lực và hoàn toàn biệt lập với nhau. Họ chiến đấu để bảo vệ những lợi ích riêng của bản thân. Yonko cũng được xem như là những cá nhân gần nhất có thể đạt được One Piece và chạm tay vào danh hiệu vua hải tặc cao quý mà Roger đã để lại. Trong thời gian đầu của bộ truyện, những nhân vật sở hữu danh hiệu này bao gồm Kaido, Big Mom, Rau Trắng và Shanks. Tất cả đều là những cái tên vô cùng nguy hiểm và là mối lo ngại của không chỉ hải quân mà còn chính phủ thế giới. Vì vậy, khi Kaido cùng Big Mom liên minh với nhau, họ đã tạo ra một cơn địa chấn với chính phủ, có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới. Nhưng thời đại nào cũng có lúc suy tàn. Đó cũng là lúc những hải tặc trẻ thách thức danh hiệu này như Luffy, Law và Kid. Sau khi thành công đánh bại Kaido và Big Mom ở Wano Quốc, tứ hoàng mới đã được thiết lập, gồm những cái tên như Luffy, Buggy, Shanks và Teach. Kẻ đã có được danh hiệu này sau khi giết hại Rau Trắng. Tuy nhiên, để có thể trở thành một tứ hoàng, chắc chắn các hải tặc cũng phải đáp ứng được những điều kiện nhất định đủ để khiến thế giới và hải quân e ngại mà ban cho họ danh hiệu đó. Điều quan trọng nhất phải là thế lực và tầm ảnh hưởng. Hãy nhìn vào trường hợp của Law và Kid. Dù là một trong những người góp phần vào việc hạ ngục một tứ hoàng, nhưng họ không phải là người kế nhiệm ngôi vị cao quý này. Thay vào đó, Buggy mới là người được lựa chọn. Dù cho hắn không hề mạnh mẽ, nếu không muốn nói là quá yếu để có thể mang danh hiệu cao quý, những thứ mà Buggy sở hữu là một đội quân vô cùng hùng hậu và khét tiếng. Sau khi thành lập Cross Guild, chính phủ đã lầm tưởng rằng Mihawk và Crocodile đều trong băng hải tặc của hắn. Điều này đã vô tình biến Buggy thành một tứ hoàng khi sở hữu hai thành viên là cổ thất vũ hải. Thậm chí đằng sau hắn còn là cả một đội quân chất lượng và những tên tù nhân ở Impel Down được hắn cứu. Cùng với việc là cựu thuyền viên của băng Roger, nó đã biến Buggy trở thành một thế lực hùng mạnh không thể động vào. Vì vậy, hắn đã được phong danh hiệu này. Điều tương tự cũng xảy ra với Luffy khi cậu sở hữu cả một đại hạm đội sau Dressrosa và có liên minh với cả Law, một hải tặc đã hạ gục được tứ hoàng. Nhưng điều này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng, trong khi các tứ hoàng ở thế hệ trước đa phần phất lên nhờ tự lực gắng sinh, thì thế hệ tứ hoàng mới nổi danh nhờ việc xây dựng cho mình một lực lượng đồng minh hùng hậu như Luffy và Buggy, hoặc cướp đi sức mạnh từ người khác. Điển hình là Rau Đen Teach đã ăn cướp trái ác quỷ từ những kẻ có máu mặt. Do đó, trừ anh Sơn Tóc Đỏ ra, thì thế hệ tứ hoàng mới vẫn chưa thực sự thể hiện được nhiều bản lĩnh trên cương vị của mình. Họ vẫn còn non trẻ về kinh nghiệm, lẫn chưa đạt đủ độ chính về sức mạnh. Luffy chỉ vừa nhận được danh hiệu tứ hoàng không lâu, thì trận chiến với ngũ lão tinh đã nổ ra. Tuy nhiên, dù vậy, thì liệu tứ hoàng có thể hạ ngục được ngũ lão tinh hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên, anh em hãy cùng tôi xem lại chap 1094. Khi vừa xuất hiện, Thánh Saturn đã tạo nên một cơn địa chấn khủng khiếp, khiến toàn bộ những người mạnh mẽ nhất trên đảo phải khựng lại. Trước sự hiện diện khủng khiếp đó, Luffy, Zoro, Jinbe hay cả Kinzaru và Lucy đều tỏ ra khá e ngại.
Chỉ nhiêu đây cũng đủ để thấy được Thánh Satun hoàn toàn đủ sức sánh vai với một tứ hoàng, khi khiến Luffy cũng phải e sợ. Sau đó, từ chap 1100 trở đi, ta đã được tận mắt chiêm ngưỡng sự xuất hiện đồng thời của cả năm thành viên Ngũ Lão Tinh cùng với hình dạng thật của chúng. Thánh Satun là yêu nhìn nhện siêu to với đầu bò kỳ quái. Thánh Moss là dĩ tân chân thiên, là yêu quái có đầu người, mỏ chim, cánh chim, thân rắn cùng với bộ móng vuốt ghê người. Thánh Mercury là một con yêu quái lợn rừng cùng cặp nạ siêu to khủng bố. Thánh Venus thì giống như một con ngựa trắng, nhưng dị ở chỗ nó chỉ có xương trắng. Thánh Jupiter thì là một con sâu đất khổng lồ. Ngay khi vừa xuất hiện, Venus trong hình dạng nhân mã của mình đã làm gọi gần một nửa số Pacifista Mark 3 và Vegapunk đã tạo ra. Chỉ với đôi mắt thần có khả năng xuyên mọi địa hình của lão, tốc độ của lão ta nhanh đến mức hải quân gần đó cũng chẳng thể nhận ra thứ gì đã vô hiệu hóa được đám Pacifista. Mà anh em nghĩ thử xem, sau hơn 2 năm liên tục cải tiến, các Pacifista đời mới chắc chắn đã tân tiến hơn bản đời cũ, đã từng bón hành cho Luffy ra bả. Vậy mà Venus chỉ cần một nốt nhạc đã có thể khiến những con robot máu chiến với sức công phá mạnh mẽ đó trở thành đống phế liệu. Nếu chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục anh em về sức mạnh vượt trội của Ngũ Lão Tinh, thì chúng ta hãy đến ngay với màn combat của tứ hoàng ngũ rơm Luffy với Satun, Jupiter và Mercury. Trước đó, dù Thánh Satun đã ăn khá là nhiều cháo hành, nhưng Luffy vẫn phải e ngại khi phán rằng bấy nhiêu đó chỉ đủ để khiến máu điên của lã sôi lên thôi. Ngay sau đó, Satun đã tấn công càng điên cuồng hơn. Theo đúng như dự đoán của cậu, một kẻ đã từng đánh bại sinh vật mạnh nhất thế giới như Luffy giờ đây lại cực kỳ chật vật trước 8 cái chân nhện dài ngoằng, cứ thăng thoát dẫm đạp lên bất kỳ vị trí nào mà cậu ta đứng. Cực chẳng đã, Luffy cũng bị tập kích đột ngột từ bên dưới lòng đất bởi con sâu siêu to khổng lồ của Thánh Jupiter. Con sâu há ra cái miệng đen ngòm sâu hóm của nó để đớp lấy Luffy từ bên dưới, khiến cậu muốn cũng không thể né đòn được. Ở diễn biến sau đó, dù Luffy đã ngay lập tức được các đồng minh khổng lồ giúp phá kén chui ra bằng cách cắt Jupiter làm 3 khúc, nhưng không đoán cũng biết rằng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì làm sao hạ được một lão tinh với cơ thể gần như đã chạm đến ngưỡng bất tử kia chứ. Nhìn chung thì trước mắt chúng ta đang thấy Luffy đang vào thế bí. Dù cậu đã hạ được Kaido, tất nhiên là không đơn giản gì, nhưng Ngũ Lão Tinh thì không ngon ăn như vậy. Nếu không thì bọn chúng cùng với chính quyền thế giới đâu thể làm mưa làm gió, tác oai tác ái trong bao nhiêu năm đằng đẵng. Hơn nữa, chi năm của Luffy chưa thực sự ổn định. Chỉ số sát thương của Luffy chỉ có thể bùng nổ trong một thời gian nhất định, trong khi khả năng bất tử của Ngũ Lão Tinh lại cực lợi cho việc late game. Nếu không cải thiện được các điểm yếu của chi năm nhanh chóng, thì rất có khả năng Luffy sẽ bị kiệt sức trong lúc trận đánh đang đi đến hồi cao trào. Vì vậy, tôi có thể tạm kết luận rằng tứ hoàng hiện tại chưa đủ sức để cân Ngũ Lão Tinh, dù là Luffy hay Buggy hoặc có là râu đen Teach, chỉ có Shanks là hơi khó nói. Nên anh em đoán thử xem liệu chú Xuân Tóc Đỏ có thể đối đầu với Ngũ Lão Tinh thì chú sẽ ăn hay nằm nhỉ? Có gì comment dưới video cho tôi biết nhé. Nếu phân tích của các anh em hợp lý và hay ho thì tôi cho anh em cút lên top ngồi luôn. Còn giờ thì video đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe cho tôi nha. À, mà đừng quên nhấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video Shifty chuyện 2D hay ho sắp ra mắt trong tương lai nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.